Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2 ra mắt mô hình cổng trường tự quản và an ninh trật tự trường học. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện 10 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ giải pháp 2 tháng còn lại của năm 2019. Đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị. Trong 10 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ tỉnh ủy, các sở ban ngành cấp tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng của huyện đã đạt một số kết quả quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch số 31 ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch số 24-125 của Ủy ban Nhân dân huyện về công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2019. Theo đó, đến ngày 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất của 1.037 hộ gia đình cá nhân, lập phương án bồi thường và trình thẩm định 75,3 tỷ đồng trên 1.404 hộ tại 67 dự án với 295,03 hecta, đã ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư của 64 dự án với diện tích 227,18 hecta, thực hiện đo đạc kiểm kê 348,56 hecta tại 72 dự án, phê duyệt phương án bồi thường 189,68 tỷ trên 2.924 hộ, thực hiện chi trả hoàn thành cho 1.886 lượt hộ với giá trị 132,07 tỷ đồng, ban hành quyết định giao đất ở tái định cư cho 41 hộ tại 10 dự án. Đối với các dự án đầu tư xây dựng thêm một nguyên đơn cầu vượt, nút giao thông quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn Bãi Trành, đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất 15 hộ gia đình thuộc xã Mai Lâm và Thân Trường. Tại các dự án trọng điểm quốc gia như đường cao tốc Bắc Nam, đường dây 500 kW, đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia, đã có sự cố gắng rất lớn của cấp ủy chính quyền. Trong đó, dự án đường cao tốc Bắc Nam, đoạn do Ban Quản lý Dự án 2 và 6 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đã kiểm kê đất ở được 294 trên 599 lượt hộ. Đất sản xuất nông nghiệp đã kiểm kê 717 trên 839 lượt hộ. Các công trình công cộng như trường học, chợ, nhà văn hóa đã hoàn thiện công tác kiểm kê, thống nhất phương án di chuyển. Còn dự án đường dây 500 kW đã thu hồi diện tích đất chân cột ở 3 xã Hải Thượng, Mai Lâm và Trường Lâm là 64,206 hecta. Diện tích đất nằm trong hành lang đã thu hồi là 819.046 m2, gần đất rừng sản xuất, đất kinh doanh dịch vụ, đất rừng phòng hộ. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã kết luận, công tác giải phóng mặt bằng 10 tháng năm 2019 tuy đạt được một số kết quả quan trọng nhưng tiến độ còn chậm, tính quyết liệt và tinh thần chưa cao. Từ thực tế đó, đồng chí nhấn mạnh, huyện Tĩnh Gia với khu kinh tế Nghi Sơn được xác định là khu công nghiệp trọng điểm đứng đầu tỉnh về số dự án và số vốn đầu tư. Trong thời gian tới, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của huyện Tĩnh Gia là rất lớn, vì vậy cấp ủy chính quyền cần tiếp tục tập trung giải quyết, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia. Trong đó cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trên cơ sở hoàn thành đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Tiếp tục duy trì và làm tốt công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, Ban Chỉ đạo và Phòng Ban Chuyên môn, xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể và biện pháp thực hiện đối với từng dự án. Tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là thực hiện các văn bản của nhà nước liên quan đến quyền lợi của nhân dân, để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hà, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện
về kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và ban tổ chức lễ giao nhận quân. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện. Năm 2020, dự kiến huyện Tĩnh Gia được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi từ 240 đến 245 công dân nhập ngũ, tăng 20% so với năm 2019. Để đảm bảo số lượng và chất lượng tân binh lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao, từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện phải báo cáo kết quả sơ tuyển và danh sách khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự về huyện. Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến để triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, đề nghị Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia triển khai tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm trong khám tuyển cho cán bộ y tế các xã thị trấn và y bác sĩ làm công tác khám tuyển của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia. Việc khám tuyển sức khỏe tại huyện sẽ được tổ chức tại trạm y tế xã Hải Yến. Ban dân vận huyện ủy chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đài Truyền thanh Truyền hình, Trung tâm Văn hóa Thông tin tập trung tuyên truyền về truyền thống của quê hương Tĩnh Gia, luật nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia nhập ngũ, các hành vi bị cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, xử lý trách nhiệm của công dân khi không thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các đoàn thể chính trị xã hội trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhất là thanh niên về luật nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực trong công tác tuyển quân, làm tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo các xã trong thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết giữa các xã với gia đình có công dân trong diện nhập ngũ khi đã thực hiện việc khám tuyển đạt yêu cầu, thực hiện việc niêm yết công khai các đối tượng được miễn, tạm gọi nhập ngũ tại nhà văn hóa các thôn, thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh, đồng thời phối hợp với các ngành của huyện xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp thanh niên cố tình trốn tránh, không tham gia nghĩa vụ quân sự. Các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của huyện được giao chỉ đạo tại các xã, tập trung chỉ đạo cơ sở, từ đó hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tĩnh Gia đã tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ từ xã Nguyên Bình về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện. Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương lên đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đó, các đại biểu đã tiễn đưa anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, về với đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tĩnh Gia. Trước đó, ngày 17 tháng 10 năm 2019, đội quy tập mộ liệt sĩ trong nước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tĩnh Gia và xã Nguyên Bình đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại thôn Quyết Thắng, xã Nguyên Bình, chưa xác định được danh tính năm sinh. Theo thông tin ban đầu, liệt sĩ thuộc Cục Vận tải Đường bộ, quê quán tỉnh Cao Bằng, hy sinh ngày 21 tháng 11 năm 1968 tại thôn Quyết Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, bằng sự biết ơn sâu sắc và tình cảm thiêng liêng đối với liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, huyện Tĩnh Gia đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng nghi thức trang trọng. Thưa quý vị và các bạn,
ngày 20 tháng 10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Trung học Phổ thông Thị xã Hai đã tổ chức lễ ra mắt mô hình cổng trường tự quản và an ninh trật tự trường học. Dự buổi lễ ra mắt có đại diện cán bộ chiến sĩ công an huyện, đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 2, gồm có 24 thành viên, với nhiệm vụ chính là tuyên truyền phổ biến đến học sinh trong trường về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các quy định của nhà trường trong đảm bảo trật tự nơi công cộng, hướng dẫn vận động học sinh chấp hành tốt các quy định điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, để xe đúng nơi quy định trong trường học, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông từ khu vực ngã ba đường rẽ vào trường vào các giờ tan học, tổ chức hướng dẫn phân luồng nhắc nhở học sinh không dàn hàng ngang khi đi xe gây cản trở giao thông, đồng thời giúp đỡ người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1A giao với cổng trường trong các giờ cao điểm và vận động người dân khu vực cổng trường không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Việc ra mắt mô hình cổng trường tự quản và an ninh trật tự trường học nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong trường học và pháp luật giao thông đường bộ. Qua đó tạo môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động về dạy và học trong trường học, củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, công an và các ban ngành đoàn thể trong việc xây dựng trường học an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ giải pháp đấu tranh phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10, Làng Mai xã Ninh Hải đã tổ chức lễ kỷ niệm 490 năm ngày thành lập Làng Mai, lễ hội sư bà Ngọc Nữ Đại Vương Mai Thị Triều, nơi thờ bà Mai Thị Triều, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và kỷ niệm 10 năm xây dựng tôn tạo đền thờ lăng mộ bà Mai Thị Triều từ năm 2009 đến năm 2019. Đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng hàng nghìn người dân và du khách thập phương về dự lễ. Theo sử sách ghi lại, vào thời Hậu Lê, khi đất nước lầm vào cảnh nội chiến, Trịnh Nguyễn, thêm vào đó, nạn trộm cướp hoành hành khiến đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Thời ấy ở Làng Mai, xã Hào Môn, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, nay là thôn Thống Nhất và thôn Đức Thành, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, có một tiểu thư khuê các xinh đẹp là Mai Thị Triều, con gái Thọ Phúc Công, một vị đại quan thanh liêm, chính trực, hết lòng vì dân, vì nước. Đặc biệt ở bà, có tấm lòng thương người vô hạn. Tương truyền vào kỳ hạn hán kéo dài, mùa màng thất bát, bà đã xin cha đem thóc gạo của nhà phát cho người dân, cắt bớt ruộng lộc điền chia cho nhà nghèo cày cấy. Bà còn trao ủng hộ lương thực, tiền bạc, thuốc men cho quân đội đánh giặc. Chúa Trịnh Tráng mến tiếng, muốn mời bà vào cung. Xong, bà đã xin phép ở lại giúp dân làng. Cảm động trước tấm lòng đó, Chúa Trịnh đã chấp thuận và bà ở lại quê, dạy bảo nhân dân cày cấy, trồng trọt, thêu thùa, canh cửi và được dân làng suy tôn là sư bà. Tới khi bà qua đời, dân làng thương tiếc, nhớ ơn, đã làm sớ tấu lên vua. Vua chiếu phong cho bà là phúc thần thượng đẳng. Vua còn hạ chỉ cho dân làng xây lăng mộ trên núi Ngọc Nữ, hướng ra biển, thảo mộc tươi tốt quanh năm và khoanh vùng cấm địa rất linh thiêng. Từ đó về sau, các triều vua tiếp tục phong cho sư bà 12 đạo sắc. Trải qua mấy trăm năm, ngôi mộ vẫn nghi ngút khói hương, nhưng đền miếu đến năm 1975 thì bị hư hỏng nặng. Để phục vụ cho việc tôn kính thờ cúng, đến năm 2009, dòng họ Mai Đắc đã xây dựng lại miếu, đền và lăng mộ đúng trong khuôn viên của lăng mộ cũ, theo đúng thiết kế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng do hậu duệ và người con của dòng họ cùng nhân dân quyên góp để xây dựng. Ngôi chùa được thiết kế trên điện dưới mộ với những pho tượng đá, cột đá chạm, khắc câu đối. Các hoạt động trong lễ kỷ niệm và lễ hội năm nay được tổ chức gồm có hai phần là phần hội và phần lễ. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bóng chuyền, cờ tướng, rước kiệu, múa lân, chống hội. Phần lễ gồm đọc chúc ôn lại lịch sử, cuộc đời sự nghiệp của bà Mai Thị Triều, dâng hương tưởng nhớ người đã có công với dân làng.
Lễ hội là một nét đẹp văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Người dân và du khách đến đây không những cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mình và gia đình, mà còn là nơi để mọi người tìm thấy sự bình yên, thanh thản, đồng thời cũng là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc. Trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ va chạm tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 4 người, hư hỏng 2 xe mô tô. Theo báo cáo nhanh từ đội cảnh sát giao thông công an huyện, qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện phát hiện và thụ lý 335 trường hợp vi phạm luật giao thông, với số tiền nộp phạt là hơn 106 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, tạm giữ phương tiện 10 trường hợp. Với các lỗi vi phạm chủ yếu khi tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, chở hàng rơi vãi và quá trọng tải. Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm thì đội cảnh sát giao thông công an huyện thường xuyên tuyên truyền về tình hình vi phạm giao thông trong các nhà trường, công ty và trên các tuyến đường phức tạp về trật tự an toàn giao thông, để người tham gia giao thông nâng cao hiểu biết, chấp hành. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Thị Xã đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.